Con người bây giờ chúng ta phần nhiều sống trong một cái xã hội công lợi, bỏ công hưởng lợi, không suy nghĩ về việc giữa con người đến với con người là tình người như thế nào. Như vậy thì khó có được sự hạnh phúc lắm quý vị à. Phải nhớ đó. Nên nghe giáo dục là chỗ những đức thấy quan trọng nhất. Mà một con người kiếm tiền nhiều nhất là con người tiếp nhận giáo dục mới kiếm tiền nhiều nhất. Và có thể kiếm tiền đời mình cho đến đời con cháu của mình cũng là từ ngay giáo dục mới có thể kiếm tiền từng đời được. Những đức nói bảo đảm 100% là như vậy. Vì chính những đức đã kiểm nghiệm qua chỗ này. Chính gia đình của mình rất là lam lũ cực khổ vô cùng, nhưng không kiếm tiền được bấy nhiêu hết. Nhưng từ khi trong dòng họ những đức chỉ xuất hiện một mình những đức tự nhiên phát tâm đi tu. Từ khi những đức đi tu thì những đức không suy nghĩ kiếm tiền, nhưng chỉ có rèn luyện đạo đức và giảm tối đa điều xấu xa, phát triển được đạo đức và biết phiên người để sống tốt, sống lành mạnh, thì tự nhiên những đức lại có tiền nhiều. Nói về tiền nhiều thì những đức không phải tiền nhiều, nhưng mà đối với gia đình nghèo của những đức thì hiện tại những đức có tiền nhiều, rất nhiều. Mà tiền nhiều này không phải là những đức muốn kiếm, mà lạ thay từ nền đạo đức và sự tin tưởng của mọi người, tự nhiên người ta đưa tiền cho mình mà người ta muốn mình phải nhận tiền. Thì những đức nhìn nhận ra rằng muốn kiếm tiền lâu dài phải bắt nguồn từ đạo đức làm người và niềm tin làm sao cho mọi người tin tưởng mình. Như vậy thì chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn hay bất cứ một công đoạn nào cuộc đời mình sống cũng có thể được tồn tại lâu dài và hạnh phúc lâu dài. Nên có khi tuổi trẻ bây giờ họ nghe gì họ nói mơ hồ. Mơ hồ gì? Thật sự mà nói, nếu mở mắt to ra thì thấy liền gì đâu mơ hồ gì. Gia đình một hai người tôi lo muốn còng lưng luôn mà lo chưa xong mà. Người ta hơn 500 người đây mà mỗi ngày người ta phơi phớ cái gì mà mơ hồ gì. Cái này là xác thực rồi còn gì mơ hồ nữa. Bây giờ chùa chúng ta hai bên là hơn 500 người đó. Quý vị thấy mỗi ngày những đức có cực như quý vị không? Nếu như những đức cực phiền não sao những đức nói chuyện gì cho quý vị nghe? Nếu mà những đức lo tiền bạc để mà lo cho những người đây thì những đức nói tiền bạc không à? Chứ những đức có nói lên điều đó đâu để cho quý vị đừng có cúng đâu. Nghĩa là nếu mà những đức vì tiền là những đức sẽ nói cái việc phương tiện làm sao quý vị về đây bị cúng dường tiền bạc. Chứ những đức đâu có nói là những đức có tiền để quý vị khỏi cúng. Nhưng những đức tin vào phước duyên, đã có phước thì chỗ này không cúng chỗ kia cúng mà. Tin vào chỗ này rồi thì tâm bình khí hòa liền quý vị. Còn nếu không tin vào nhân quả thì con người chúng ta cứ bảo bọc mãi, làm sao mà bảo thủ chính mình thì làm sao tâm lượng mở rộng được hả quý vị? Những đức làm việc đây là xác thực mà. Nếu người nghe mà người ta nhận thức thì ta thấy liền. Tuổi trẻ mà có góc độ thì biết liền chứ không nói chứ. Nhưng mà giờ tuổi trẻ đó họ không có năng lượng nữa, nên cái góc độ của họ rất kém. Những đức học lớp 3 nhưng mà đối với lớp 12 bây giờ cũng chưa qua nổi những đức nữa. Bảo đảm 100% luôn á. Góc độ của lớp 12 bây giờ làm sao qua được cả lớp 3 này. Quý vị học lớp 12 quý vị thử quản 3 người thử coi. Chứ đừng có nói mà 500 người. Một chương trình thiệt lớn quý vị thử coi, sắp xếp thử coi. Học lên mảng nào sắp xếp thử đi. Những đức chưa từng học môn nào hết trơn á. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thôi đó. Tin không? Vẫn là không tin làm sao bạn tin nổi. Tất cả sở học của bạn toàn bộ là văn tự của giấy. Còn sở học của người ta là hành trì. Bạn không tin một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành hả? Bạn từ khi đi học là xài tiền của cha mẹ. Còn tôi từ khi còn nhỏ tôi đi móc lúa là chính tôi sức mồ hôi ra để kiếm cơm ăn nè. Còn bạn nói bạn học tới lớp 12, anh học tới lớp 12 anh đã từng bị chửi 3-4 năm chưa? Tôi bị chửi 3-4 năm đi kiếm cơm ăn nè. Tôi kiên trì, tôi kiếm cơm ăn, tôi nhẫn được đó. Từ khi 6 tuổi tôi móc lúa từng bông lúa nè. Tôi tự biết kiếm thức ăn đem về nhà nè. Còn anh học tới lớp 12 anh kiếm được cái gì cho gia đình anh chưa? Như vậy thì cái lý thuyết của anh và cái thực hành thì anh phải chấp nhận rằng một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành. Nên cái sở học hôm nay tới lớp 12 có khi không sử dụng được nữa. Tại vì sao? Họ chỉ học để lấy bằng cấp, nhưng họ không nhìn cái sở học đó để áp dụng cho cuộc sống như thế nào, nên họ không thành công được. Còn cái chỗ hành trì là đi vào cái cuộc sống hàng ngày,
chính mình đã có cảm giác của cái khổ để kiếm được đồng tiền, từ nơi đó sẽ biết dùng đồng tiền như thế nào để xứng đáng, và biết trân trọng đồng tiền của người khác, trân trọng cái của người khác. Vì sao? Vì chính mình quá cực để có cái của, chính mình quá cực để kiếm được đồng tiền. Vì vậy thì cầm đồng tiền người khác cũng biết trân quý đồng tiền người khác, của người khác mình cũng sẽ biết quý của người khác. Vì sao? Vì chính đồng tiền mình biết quý, của mình biết quý. Trải nghiệm chỗ này thì bạn sẽ biết quý của mình, sẽ biết quý của người khác. Biết quý của người khác mà khi mình còn có thể biết xả của mình, là ngay chỗ thực hành sẽ thấy rõ ràng. Đó. Nên quý vị biết rằng những đức đã gần gũi nhiều người nè, đi vô chùa tu luôn, họ học rất là cao, đại học học rất cao. Quý vị biết nhiều người tu giờ học rất là cao, nhưng mà vì cuộc đời của họ từ khi còn nhỏ không khổ, quý vị không khổ. Bởi vì nghe những đức nói cho quý vị nghe nghe không, có con em ấy, từ khi còn nhỏ trong Đệ Tử Quy cũng nói dạy cho con làm việc nhỏ đi, cứ là dạy cho con làm việc đi, đừng có sợ con cực, không cho con động móng tay. Sau này tất cả sở học của con mình nó sẽ không phát triển đâu quý vị à. Con người mà phát triển sở học là do cái cực mà phát triển sở học. Cái cực khổ mới phát triển sở học. Con người cực khổ nó sẽ biết cảm ơn. Con người mà không cực khổ nó không bao giờ biết cảm ơn đâu quý vị à. Quý vị coi thanh niên bây giờ, nhiều thanh niên cái tướng như là con gái vậy đó. Ông A, ông ẹo vậy đó. Nhìn cái dáng nó là biết rằng là cuộc đời nó không la trò trống gì chứ. Nếu mà nói rằng có giặc giả thì những thanh niên này là đưa ra chiến trường giống như là đi phơ thay ngoài bãi chiến vậy đó. Đúng không? Ít gì thanh niên nó cũng phải có dũng khí mạnh mẽ một chút chứ. Con người phải ít gì thanh niên cũng có cơ bắp một chút chứ. Mà cơ bắp không phải để cho bạn chạy vòng vòng ngoài đường để mà có cơ bắp, không phải. Không phải để cho bạn cầm cái cục tạ để mà bạn mỗi ngày bạn luyện cục sắt, không phải. Mà cơ bắp đây là con người mình phải làm những việc gì nó hữu ích, nó lợi ích kìa. Đó là cơ bắp tôi muốn nói đó. Chứ không phải rằng ngày xưa mình không hiểu, mình cầm cục sắt như những đứa cũng từng cầm cục sắt. Thí dụ như mỗi ngày rảnh, buổi trưa rảnh một chút đi làm muốn le lử luôn, mà cũng phải đặt xạo xạo, đi đăng ký tập tạ, buổi trưa dụ ngủ. Thấy người ta làm việc đó cũng làm theo. Tại vì ngày xưa ngu quá, không tu, không có hiểu. Đúng ra là mệt buổi trưa ngủ trưa đi. Vậy đó mà dành chút thời gian buổi trưa đăng ký tập tạ, bỏ mấy trăm ngàn ra đăng ký. Rồi cuối cùng á, mắc tiền, đi vô đó cầm mấy cục sắt đồ kênh kênh đồ, bằng quần đùi đồ ở chằn đi kênh kênh, giống con nhái giống bạch nương vậy đó. Nằm xuống cầm sắt đồ ẩn 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 mình đồ gồng đồ sức mồ hôi hột. Xong rồi tới giờ đi làm về thì đó. Vì thấy không? Có nghĩa là nhiều cái việc mà thế gian mình làm là do vì mình không hiểu, nên mình chạy theo cái hình tướng mà trở thành kẻ ngốc thật sự đó quý vị. Nếu quý vị học Phật rồi là hiểu hết trơn à. Nó ý mình nói cái cơ bắp á, là cái việc con người làm sống phải làm sao nó có một cái cuộc sống ý nghĩa gì kìa. Nó những đức á, đi ngoài đường có nhiều cái những đức gặp mà những đức nói chuyện hay lắm, đặc biệt vui vui. Quý vị đi qua bên kia Đại Tùng Lâm thì rộng quá, thấy nhiều thanh niên chạy bộ. Ngày xưa tôi cũng chạy bộ rồi, tôi biết cái môn nào tôi cũng muốn làm, tại vì ở dưới quê nên lên thành phố cũng xạo xạo giống giống người ta một chút. Đúng là hay lúa mà muốn lên đời, nên thấy người ta làm gì cũng làm theo. Thấy người ta buổi sáng mặc áo thun trắng, bằng quần đùi trắng, mang đôi giày trắng, cũng cố gắng làm cực thấy mồ đi mua một bộ đồ. Thấy người ta buổi sáng thức sớm chạy cũng cố gắng chạy, chạy muốn le lử luôn. Thấy người ta chạy dắt cái khăn lên cần cổ, cầm chai nước suối cũng cố gắng mua cái khăn trắng trắng. Về thì cái phòng thì lọ nghẹ, không cố gắng dắt cái khăn nó giấu giấu cho nó đừng dính lọ. Rồi cố gắng chạy muốn chết luôn, lấy khăn là bộ lau lau, thấy người ta lau lau theo. Thấy người ta lau chạy chút uống nước suối cũng làm theo. Nhưng mà không giống ai chứ. Cái chuyện này mình đã từng làm rồi. Cuối cùng đi vô trong Đại Tùng Lâm gặp mấy anh chàng chạy tập thể dục đó, tướng be bự con. Nhưng Đức thấy anh ngồi, Đức đến hỏi tướng anh đẹp quá ha. Ủa thầy cũng biết nữa hả? Biết. Tướng anh đẹp quá à. Chắc chạy bộ nhiều lắm đúng không? Ngày nào cũng chạy hả thầy?
chạy thời gian buổi sáng bao nhiêu, tiếng mây, anh công nhận siêng thiệt. Chạy tiếng mây tướng to quá ha, bắp chuối bự ha, có tập tạ đúng không? Thầy cũng biết nữa hả? À, đúng, ngày xưa cũng có chơi tạ một chút nên tướng đẹp quá. Thầy chắc anh khỏe lắm đúng không? Khỏe lắm, vô giác dài bao xi măng phủ thầy được không? Thầy đã cần người giác xi măng trong chùa quá chắc rồi luôn. Tướng anh khỏe quá chắc giác hai bao quá. Dạ thầy, con chạy bộ thôi, xi măng giác không được. Nói tướng khỏe gì mà giác xi măng là ngon lắm á. Môn tập tạ này đặc biệt lắm anh à, anh chạy không chi, thôi vô giác dài bao xi măng chạy vòng vòng chùa đi. nhìn nó không chào thầy nghe đi. Thì thấy chưa, cái tướng thì to vô cùng nhưng mà làm thì không có sức lực, nó chỉ là chạy vòng vòng để cơ bắp nổi nổi lên thôi, chứ thật sự thì cái tâm thức không có hiểu cái việc lợi ích gì để làm. Tuy tướng to nhưng làm không bền là từ tâm nó không bền, hiểu không? Từ tâm nó không bền. Còn cái tướng ấm nhem ấm nhách nhưng mà làm cả đêm mà làm không biết mệt là sao? Là do vì cái tâm nó biết được cái việc này là có ý nghĩa của cuộc đời. Vì biết rằng lúc trên Đà Lạt những đức làm cả đêm đổ bê tông để xe gùa từ ở dưới đất liền đẩy lên cao cỡ cây số. Nghĩa là cái tâm nó khi mà nó phát tâm nó biết việc này là việc tốt quý vị, thì cái làm nó là phát tâm đặc biệt lắm quý vị. Nên con người phải rèn luyện được một cái tâm khi phát lên gì cái gì cho đất nước mình, cho xã hội mình. Ví dụ như mình là một thanh niên, mình vì đất nước xã hội mình một cái việc gì đó, mình làm những việc gì mình cống hiến đó, mình biết được việc này là tốt là mình cống hiến, thì tự nhiên mình sẽ phát tâm trở thành một con người mạnh mẽ vô cùng. Chứ đâu phải rằng là rèn luyện mình cái tướng to thiệt to để làm những cái việc gì đó, không phải. Nên con người phải biết cái ý nghĩa của cuộc đời con người là phải làm gì. Thì thấy không, cái cách nói gì tự nhiên cái trường hợp nào mà không nói chuyện được, tướng to đùng luôn khen mấy câu bắt đi giác xi măng chạy mắt dép. Đụng cơ nào mà nói chuyện không được. Quý vị thấy chỗ nào cũng Phật pháp chứ, thấy chưa? Đi đâu ngồi đâu nói chuyện cũng nói Phật pháp chứ. Gặp người đi xin cũng nói chuyện Phật pháp. Gặp một đứa con bé nít xíu xíu, những đứa đứng sau lưng cháu, cháu nhỏ xíu à, nhỏ lắm luôn á, mà chắc được dạy cái câu này thôi. Những đứa thấy cháu cầm cái nón ngồi ngay trong cổng chùa, những đứa nghe cái tiếng mà cháu xin gì nè: cô bác ơi cho con 1.000, 2.000 coi cô bác. Cô bác ơi cho con 1.000, 2.000 coi cô bác. Đúng một câu như vậy thì những đức ngồi xuống bỏ 1.000 vào trong cái non. 1.000 này để mua một bài pháp. Hỏi con, sao con biết nói câu này hay vậy? Dạ mẹ con dạy đó thầy. Đúng rồi, 1.000 mua được một bài pháp, mẹ nó dạy cho nó một bài. Cô bác ơi cho con 1.000, 2.000 coi cô bác. Nói thấy không? Nên từ nơi đó nói chuyện với cháu thì cũng học được cái hay. Cháu kiên trì như vậy nghe lời mẹ, nhỏ xíu vậy mà ngồi ở ngoài nắng: cô bác ơi cho con 1.000, 2.000 coi cô bác. Vậy thì mấy đứa nhà giàu mới bị bắt nó ngồi đó đó: cô bác ơi cho con 1.000, 2.000 coi cô bác, cho nó một ngày coi ai cho nó được mấy ngàn, để nó biết rằng một ngày mày xài mấy ngàn. Rồi bây giờ mày đi xin người ta thử coi, người ta cho mày, mày cái cảm giác mày xin người ta rồi, rồi mày ngồi ngoài nắng thì sao? Để biết được cái giá trị cha mẹ làm cực có tiền, rồi mình xài tiền, vậy thì sẽ hiểu gì đâu. Thì thấy Phật pháp đặc biệt không? Vô cùng là xác thực. Nên mình mà có con á, mà con mình nó quá xa xỉ á, phải rèn nó, rèn nó trong cái khổ, cái khó. Sau này mình muốn giao của cải cho nó, giờ mình phải rèn nó, chứ đâu có để cho nó mà nó quá sung sướng mà giao của cải nó làm chi. Nên người xưa người ta có trí tuệ đặc biệt. Quý vị nghe những đức nói chuyện gì, từ đạo lý giải thoát cho cái cuộc sống hàng ngày nó đều có hết trơn, nó nằm trong đây nè. Nhưng quy về cái chỗ, nếu chúng ta có góc độ hiểu về cái đời này thì chúng ta sẽ dùng cái đề học này. Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hồi nãy giờ chúng ta nói bao nhiêu việc đó để quy gom về,
Và chúng ta thấy tất cả những việc tạo ra và cuối cùng không được gì hết. Nên nhìn nhận cho nó sâu sắc, cái việc lớn nhất của đời người là việc gì, là việc lớn nhất. Chỉ có việc giải thoát là lớn nhất thôi quý vị à. Không có việc gì lớn bằng là việc giải thoát hết. Chỗ này chúng ta phải có góc độ sâu để nhận thức. Góc độ sâu ngay chỗ nào? Người thông minh làm học theo. Ai là người thông minh nhất của cái cõi này? Ai? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là người thông minh nhất. Chúng ta có thể suy ra được. Quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ, Thái tử Tất Đạt Đa thông minh hay không? Rất là thông minh. Có nghĩa là Thái tử Tất Đạt Đa là khả năng của Ngài. Khi thầy giáo dạy Ngài nghe, dạy một Ngài hiểu 100, thầy giáo quỳ xuống bái Ngài làm thầy luôn không? Cái sở học của Thái tử Tất Đạt Đa đó, từ âm nhạc, từ cung tên, từ múa hát, rồi từ họa sĩ, bất cứ một cái gì Thái tử Tất Đạt Đa cũng giỏi hết. Có nghĩa là rất là giỏi. Nếu như Ngài chịu làm Thái tử và tương lai làm vua, nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà làm vua thì Ngài sẽ thu gom hết tất cả các đất nước khác. Còn nếu như Ngài đi tu thì Ngài là một vị truyền pháp cho toàn thế giới. Thì cuối cùng bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa chọn đi, Ngài chọn làm vua hay là chọn đi tu hướng đến chỗ giải thoát, thì phải cho Ngài thời gian để mà làm sao để là tấm gương cho người sau. Thì nó phải có cái thời gian. Thí dụ như lớn lên thì Ngài phải có vợ. Gia Du Đà La thì rất là đẹp. Có vợ thì phải có con, như tạo ra một gia đình. Mà gia đình này rất đặc biệt. Thái tử người giỏi, gọi là trai tài. Còn Gia Du Đà La là đẹp, gái sắc, kết hợp nhau là vợ chồng. Một bên là thái tử, một bên là công chúa, sanh ra La Hầu La, con lại đẹp nữa, dòng tộc là vua. Quý vị biết thế gian nhiều người mong cầu đâu có được gì đâu. Nhưng mà bây giờ tạo dựng như vậy để có sẵn sự hưởng thụ và khoái lạc như vậy, quá cứ là lớn lao mà. Thế gian muốn mà không có muốn được, không có. Còn Ngài có được rồi thì bắt đầu tiếp tục là phải cho Ngài đi bốn cửa thành để mà đi tham quan coi. Thì đi thì lúc đó duyên mới đến, là cho Ngài thấy cái chuyện sanh, già và bệnh và chết, cho Ngài thấy, để cho Ngài nhận thức đi. Lúc này mới suy nghĩ đến cái chỗ là ông thông minh hay không thông minh nè, ông có trí tuệ hay là ông không có trí tuệ nè. Thì đi một vòng vậy xong về mới ngồi trầm tư suy nghĩ. Nếu ta làm vua, là một vị vua tốt thì là được một đời. Nhưng mà một đời đi qua của ta, rồi cuối cùng ta cũng chết. Cái chết này ta đi đâu đấy? Thì cuối cùng cứ suy nghĩ như vậy, không được rồi. Như vậy thì bây giờ ta cũng chết, vua cha ta cũng chết, Gia Du Đà La cũng chết, La Hầu La cũng chết, dòng tộc cũng chết, ai cũng chết hết. Vậy thì bây giờ cái chuyện cái chết này sẽ đi về đâu đây nè? Cái chuyện này phải giải quyết nè. Quý vị thấy trí tuệ chưa? Cuối cùng nói rằng không được rồi, con đường này không có chọn được, nó chỉ là nhất thời thôi, nó không có lâu dài. Thôi bây giờ quyết định chọn con đường nó phải lâu dài mới được. Quyết định ta phải buông xuống hết, ta phải tu đạo cầu giải thoát mới được. Ta mà cầu được giải thoát thì nhất định ta sẽ giúp cho thân bằng quyến thuộc của ta được giải thoát. Quý vị thấy trí tuệ chưa? Vô cùng là trí tuệ. Nên chúng ta học đạo là học theo ai? Học theo Đức Thích Ca Mâu Ni. Cái việc mà Ngài có hết mà chúng ta muốn còn chưa có, vậy mà Ngài buông hết để mà hướng đến chỗ giải thoát. Còn ta bây giờ ta có cái gì mà ta nắm bắt, ta giữ gìn nó, cái gì được đây? Nên chúng ta học theo Ngài là có tất cả, buông tất cả thì sẽ nắm được tất cả, mà Ngài cũng giải quyết vấn đề giải thoát luôn. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang sống ở cõi đời này không phải là đá đổ, mà học Phật để hiểu,
hiểu là tất cả những cái thứ ở cõi này, từ tình cảm thương yêu của cải vật chất không tồn tại. Vì sao? Vì một hơi thở thở ra không hít vào thì chúng ta không có cầm cái gì đi được hết. Nhưng mà trong thời gian kiếm tiền, ta đã tạo bao nhiêu nghiệp, nghiệp quả cầm theo để gặp vua Diêm Vương tính sổ. Việc này là việc thảm thương rồi đó. Nên chúng ta sẽ biết được rằng của cải không mang theo, chỉ có nghiệp theo mình. Việc này thiệt là uổng một đời làm người của chúng ta. Từ nơi đó mà mới học đạo, hướng đến chỗ giải thoát. Đó, nguyên lý là như vậy. Nên chúng ta mới đặt cái vấn đề là việc lớn nhất của đời người không việc gì hơn là niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Về cực lạc là chấm dứt sanh tử khổ đau. Nên chúng ta mới niệm Phật. Rất là rõ ràng, nó có nguyên lý của nó. Vậy thì người xuất gia tới hàng cư sĩ, chúng ta đang sống như vậy, với cương vị nào thì cứ sống cho tốt với cương vị này. Ngồi trong đây cũng có những cặp vợ chồng trẻ nè, từ nào đó biết tu rồi, bây giờ ông nói với bà nói với ông, có khi ngồi thủ thỉ bên nhau: em à, cố gắng niệm Phật. Mình phải quyết định về thế giới cực lạc nghe em. Mình phải cố gắng niệm Phật về thế giới cực lạc nghe em. Méo tay chắc chắn nghe không. Nên nhớ là phải niệm cả đời nghe em. Không có được niệm giữa chừng mà nghĩ niệm nghe em. Em mà nghĩ niệm á thì anh cũng niệm đó em à. Mày không? Nghĩa là phải thường nung đúc tinh thần. Vì đến thế gian này là vợ chồng của nhau, bây giờ về cực lạc mới gặp nhau hoài được. Chứ nếu không chỉ có đời ngắn ngủi, nó qua mau lắm quý vị ơi. Ở trong đây có một cặp vợ chồng này còn trẻ nè, từng nào cũng đi đến đây nghe Như Đức nói chuyện hết á. Nghe nói cặp vợ chồng này cũng không có con cái gì hết á. Nếu mà không có con thì thôi, hai người dễ niệm Phật về cực lạc phước cho rồi. Nên bây giờ không có một cặp vợ chồng cũng trẻ lắm, ở gần Campuchia đi đến đây Việt Nam mà gần Campuchia miền á. Nên đi đến đây gặp những đức, nói rằng là con nghe thầy nói chuyện, vợ chồng không có con cũng có buồn, nhưng mà bây giờ gia đình hai bên kích động hoài, nói có muốn cháu ẵm bồng. Rồi bây giờ cứ nói hoài, vợ chồng con giờ thấy cũng rầu rĩ quá, không biết làm sao. Nó bây giờ nó không có con rồi làm sao? Nó không có con là nó không có nợ, bây giờ làm sao làm sao? Nó họ nói cái gì thì mình nói là con cũng cố gắng. Không, nói người chồng thì người chồng nói dạ con cố gắng. Nói người vợ thì người vợ nói dạ từ từ con cũng cố gắng. Chứ làm sao bây giờ? Từ nơi đó cái đầu gia đình cứ nói hoài. Rồi đến gặp những đức nói thầy bây giờ gia đình nói quá, giờ con muốn đi làm cách gì để mà có con á. Vậy có đúng trong Phật pháp dạy không thầy? Những đức nói không. Trong Phật pháp là để nó tự nhiên thôi. Còn nếu mà nó có con á, thì sớm muộn gì nó cũng có con. Còn nếu mà đi làm cách này cách kia có con, không phải là cách đó có con, mà là số mệnh nó có con thì lôi đứa con đi sớm một chút. Mà lôi cái đứa con á, đi sớm một chút á, thì giống như đứa con tự nhiên á, thì cái con thiện. Nhưng mà lôi nó sớm một chút á, thì đứa con quả đến thôi. Đi ngược thời gian mà, phải không? Giống như á, cái trái để nó chín tự nhiên thì ăn ngọt đúng không? Nhưng mà ép nó chín thì ăn lạc thôi, có gì đâu. Nguyên lý này vì hiểu liền gì đâu. Quý vị thấy nguyên lý này đúng không? Chắc chắn 100% là vậy. Để tự nhiên đi. Có nhiều cặp vợ chồng còn trẻ không có con, vợ tối ngày cứ khóc hoài. Không phải là bà khóc vì không có con, mà bà sợ ông chồng này đi kiếm người vợ khác. Chứ bà không đẻ bà khỏe thấy mồ, đúng không? Nhưng mà bà sợ không có con rồi giống như vợ chồng nó lạc lẽo quá, rồi một ngày nào ông bỏ mình nó đi kiếm nhỏ khác làm sao. Nên có đứa con đi buộc chân ổng, thôi đừng có dùng cách này. Nó bỏ là nó bỏ, có mấy đứa nó cũng bỏ. Còn nó thương là nó thương à. Từ nó hiểu đạo là nó không có bỏ đâu. Từ nó đó cái nhân quả con người nó sống bình yên nhất là đặc biệt nhất. Có ông thì lo cho ông, không có ông thì tôi rảnh. Vậy mà nghĩ được vậy thì cuộc đời này vô cùng là tự tại.
rất là tự tại. Cuộc đời đặc biệt nhất là gì? Là tự tại. Đến với nhau một ngày nào cũng xa nhau thôi, sinh ly tử biệt. Vợ chồng sống cả đời với nhau, ổng chết rồi chân thật mà niệm Phật hồi hướng cho ổng. Ổng chết rồi mà cứ mỗi ngày cứ là gì, gấp thức ăn vô cái chén, nè ông ăn đi. Nhớ ngày nào vợ chồng ngồi ăn cơm chung, bây giờ ông nở lòng ông bỏ tôi sao ông? Nó còn có nhiều ông mà gọi là gì, bà ơi ăn đi bà. Ơi ơi, thắp nén nhang trên bàn thờ mà còn gầu gỉ, còn than thở quý vị, thắp nén nhang lên bàn thờ, tại sao bà nỡ bỏ tôi bà? Vợ chồng già hữu hỷ bên nhau mà bà nỡ bỏ tôi đi sớm vậy sao bà? Nó than thở thấy chưa, kiểu này nó đứt từng đoạn ruột luôn quý vị. Sao không niệm câu Phật hiệu đi, nói bà đi trước thì bà về cực lạc đi, rồi bà đỡ tôi nghe bà, rồi tôi sẽ đi về cực lạc gặp bà ở trên nghe bà. A Di Đà Phật. Thấy không? Còn nếu không thì nó thảm thương rồi đó. Nó thảm thương dữ lắm quý vị à. Nên người tu mình nó có nhiều cái đặc sắc lắm, hiểu biết. Ngày cuộc đời con người mà có sanh này có chết thì chuyện này là chuyện dĩ nhiên thôi. Nên chúng ta phải thường nói cái chữ chết để chúng ta cảm thấy nó thoải mái. Chứ đừng có sợ cái chữ chết. Chết là tự nhiên mà sợ nó gì. Nên bây giờ mình phải làm sao, mình là người biết tu nghe. Đối với cái chữ chết đó với mình á, giống như ai mà viết 100 chữ chết trong một tấm giấy, xin tặng chị ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của mình viết 100 chữ chết, nó bắt đầu là để một món quà, bắt đầu là tặng cho mình. Mở ra nhìn tờ giấy gì, đọc thử, chết 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 chết. 100 chữ như vậy là ý nói muốn nhắc nhở chúng ta cái chết đến rồi nên phát tâm 100% giải thoát đi chị. Thấy không? Nên không có món quà gì mà tặng chúng ta bằng món quà chữ chết hết. Vì sao? Vì nhắc chúng ta là con người khi sống thì tranh giành hơn thua. Nếu nghĩ mình sống lâu thì không chịu buông xuống. Nếu như chúng ta chết rồi thì buông tay rồi, có cái gì mà cầm theo được đâu. Nên viết cái chữ chết mà để mà tặng chúng ta ngày sinh nhật thì đặc biệt quá. Mà tặng phải tặng cái người biết tu nghe, chứ đừng có tặng cái người không biết tu, nó quýnh vị te tua luôn. Thì biết đó. Nên nói vậy nhiều bà cũng nhiệt tình lắm, bà ghi thiệt á, rồi người ta quýnh mấy bà chạy đến đây mấy bà mét. Nói phải nói cho rõ ràng là cái người biết tu á với người biết tu nhau á thì được. Còn cái người mà không biết tu, quý vị viết một chữ chết, quý vị tặng cho họ là họ quýnh quý vị đó, họ chửi quý vị te tua luôn á. Thấy không? Từ nơi đó. Ví dụ như giờ chùa của mình đi, bây giờ in một tấm bảng thiệt bự, cái chữ chết thiệt là to, để ngay cái mặt tiền, ngay cái cổng chùa che một cái chữ chết thiệt là bự. Cái này chắc không bình thường đó nghe. Nên cái chùa này ghê quá. Chắc là khách hành hương đồ á, để cầu an đồ đó. Là vừa chạy ngang ngôi chùa, công nhận chùa đẹp thiệt, ta ghé chùa này cầu an coi. Vừa chạy đến cổng chùa nhìn cái bảng gì à, chết hả? Tài xế chạy virus. Ngôi chùa này có chuyện rồi, đi chạy nhanh liền. Thấy không? Vì sao thấy cái chữ chết nó giọt liền, nó chạy. Mấy cái người mà đi mà cầu xin nó chạy mất tiêu chừng. Còn mấy cái người mà giảng sanh nhìn thấy gì? Chết! Vô! Vô đây được đó! Chỗ này được! Chết là giải thoát, cái chữ chết là tồn tại. À, ý ông thầy này ông nói nghe, phải bỏ cái thân tứ đại này, chấp nhận bỏ đi là chết. Lấy cái thân kim cang ở thế giới cực lạc là tồn tại vĩnh cửu vĩnh hằng. À, ông thầy này ông viết chữ chết bao nhiêu là ý nghĩa nghe không? Được rồi, vô đây, người giải thoát vô đây. Còn mấy người cầu an chạy đến chùa nhìn, gì, chết, tài xế chạy. Ôi ôi, nó chạy bắt xác bắt chết, nó chạy te tua hết trơn. Mình thấy chữ chết nó chạy dữ lắm. Nên từ nó đó, quý vị biết rằng, nên mình nói chuyện Phật Pháp là cái hương vị này nè, quý vị, nó tự nhiên nè. Quý vị lập trình cái gì sẵn đây,
Hồi nãy những đức bên kia mà qua đây nói chuyện, những đức cứ đi qua bên đây thôi à. Nó tự nhiên những đức dạch cái quyển sách, thấy mấy công đoạn này mà cũng từng đọc rồi, đọc cái quyển sách này rồi thì cứ là tiếp tục đọc nữa vậy đó. Nó đọc rồi xong rồi cứ nói chuyện thôi mà nó tự nhiên, quý vị thấy nó vui không? Nên mình mỗi tuần chủ nhật đi thành quen à. Ít gì nãy giờ cũng cười đúng không? Còn người nào mà không cười thì giờ này ngủ cũng cảm thấy bình yên đấy chứ. Thấy chưa? Nên quý vị thấy rằng nó bình yên á thì cũng cười. Mà trong đạo nó đặc biệt á, khi không cười thì bắt đầu bình yên là ngủ. Nó đặc biệt thiệt luôn quý vị thấy chưa? Còn ngoài đời thì nó ngộ là cười, nó cũng không cười. Mà ngủ nó cũng không ngủ nữa. Trời, cái này mới là cái chỗ chết nè, quý vị thấy chưa? Chết thì ai cũng chết, nhưng mà nó chết cái kiểu mà cười không cười, ngủ không ngủ. Ôi ôi, cái chết này là cái chết đọa lạc là chắc chắn. Quý vị thấy trong đây không? Những đức nhìn xuống, những đức thấy nhiều người cười, mà cũng có vài ba cô. Trời ơi, mấy bạn nghe những đức nói chuyện, mấy bạn yên tâm á. Chỗ này là chỗ con yên tâm nhất, con yên tâm để con ngủ một chút coi. Hôm qua giờ làm việc quá trời, lương bận biểu quá, lo tiền bạc cuộc sống, mà vô đây ngày chủ nhật rồi nghe thầy nói chuyện ai cũng vui quá, để con dựa góc cột con ngủ một chút coi. Thấy chưa, thì thấy đặc biệt chưa? Nó vô chùa rồi là vui, là cười thoải mái, mà cười rất tự nhiên nghe. Cái nụ cười khi nghe pháp nó cười đặc biệt lắm. Nó cười mà nó cười không có ngại ngùng, nó cười không có bẻ mờ mẻ miệng. Còn khi mà ngoài đời mà thí dụ như mình vô công ty hay gì mà gặp nhau, chào chị, chào em, nó không phải cười, nó không phải cười đâu, mà là xả dao thôi, xả dao gì biết không, là rút dao xả đó. Nghĩa là cười kiểu đó, mà chọc là rút dao chơi liền, không phải đơn giản đâu, nên tôi mới nói là xả dao. Anh Tư nó đó, còn trong đây quý vị thấy quý vị cười chưa? Cái miệng sao cười ra vậy à? Có súng răng đi chăng nữa cũng thấy không? Còn gặp mà quý vị ở ngoài đời nghe, gặp quý vị mà chào, chào anh, mà đang súng răng á, chào chị. Thấy không? Nó đâu có tự nhiên vậy đâu. Nhưng mà cái pháp vị từ nội tâm nó đột phá vô nội tâm đó, nó sạch hết những cái u sầu trong tâm của mình. Thì nụ cười và cái trạng thái của cơ thể nó phát triển cái nụ cười. Và nụ cười nó rất là thoải mái, giống như nó cười bao nhiêu sự đau buồn trong lòng bay hết ra luôn. Nên nó có một nụ cười đặc biệt, mà có những người mà cười mà mặt hồng lên, hồng nha. Còn có những người ngoài đời mà khi họ mà gọi mà họ cười mà cười sáng hẳn á, nó giống như ngồi trong một cái bàn ăn mà thằng kia nó chọt chọt hoài á, hoặc là nhìn vợ của mình hoài á, cười thấy không, đỏ mặt lên, sân si đúng không. Còn đây có những người cười tự nhiên mặt nó hồng lên. Cái trạng thái cơ thể nó đang mát mẻ, nó đang đặc biệt quá. Cái trạng thái của từ trường tốt quá, biết không? Nó có khi như đức nói chuyện mà như đức vui, chỉ mặt như đỏ lên vậy đó. Mà nó đỏ này với nó đỏ săn hẳn là khác nha. Nó đỏ săn hẳn là nó đỏ tím. Còn nó đỏ mà ăn vui là nó đỏ hồng. Vì đi thì sẽ biết liền gì đâu. Nó khi mà gọi là săn hẳn là nó đỏ tím lại. Đỏ xong rồi tím, tím là sắp chết rồi đó. No, nên từ nó đối với vị vô đây là thôi, ngày chủ nhật là gọi là tiếp nhận năng lượng. Vậy để mà lai rai 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 mà vậy mà cũng kính mít chánh điện hết trơn rồi còn gì nữa. Hãy coi đi. Thấy chưa? No. Nên à, phải tin cái show này mới được chứ. Lai rai vậy đó mà giờ đức ngồi đây nói chuyện, giờ đức thấy cứ tọng tan vô. Một chút cái một bà cầm cái giỏ vô, một chút một bà cầm cái giỏ vô. Bữa nay vô không phải như những cái ngày chủ nhật bình thường. Bữa nay làm như mấy bà vừa vô mà vừa cũng vừa tránh virus làm sao không biết nữa. Vô mà từ tốn lắm, thấy gì đâu mà không phải đòn đòn đi như cấp trước, mà thấy một chút có thấy con bà nép 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 ở đầu kế con rồng cái chui vô đi vô. Vậy mà một chút cung kính chánh điện thì ngộ ghê đó nha. Nó nếu mà bị bỏ cái show này ổn vô cùng không, cái show hôm nay là cái show mà ra đi cũng trằn trọc lắm á. Cái đi mà cũng gọi là nói nó này nói kia lắm á. Bà đi đi, bà đi đi, bệnh tình tùm lum tùm lá cho mà đi 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 hoài à. Nói thôi anh à, để em đi chùa một bữa đi anh. Ừ bà đi đi đi, tôi bực mình mà lắm. Đi đi sao đi có gì đi trễ vậy biết không. Chứ có khi mà bữa nay khó quá đó, mấy bà ở nhà mấy bà phải cố gắng lau nhà đồ cho nó sạch, rồi bưng nước nôi nấu cơm đồ, một mâm cơm cho ngon lành, mấy bà đi mới đi trễ đó.
Hôm nay đi lỡ mà không nghe thì Đức nói chuyện là nói trời tôi cực cũng chết luôn, mà đi đây mà ổng không tiếp tôi nữa trời. Bởi vì mình phải tiếp từ lúc sớm, ngồi tiếp mà vừa nói chuyện mà vừa nhìn ngoài trước, thấy từng bà cầm giỏ đi vô. Từ đó đó thì thấy từ từ cũng đầy chánh điện à. Nó là nó bị đó không phải chị đó. Chứ đừng có nói rằng ít người nghĩ không, có khi ít mà nó chắc á. Ít mà nó chắc lượng không á. Nên từ nơi đó mình là người tu lùng, mình phải hết lòng nhiệt tình. Nên phải nhớ là việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc nghe. Chúng ta hôm nay học đến đây quý vị, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi chúng ta mỗi thường chủ nhật về đây cùng tu rất là đông, niệm Phật, lễ Phật, và chúng ta nghe được một thời chia sẻ Phật pháp và được cúng trí thực và vóng sanh. Mỗi một người chúng ta đều có những người thân có khi mắc chưa siêu thoát cùng đi theo mình, hoặc là quán thân trái chủ cũng đi theo mình. Khi chúng ta đi vào chùa tu hành nghe pháp thì họ cũng đi vào chùa để mà niệm Phật nghe pháp. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cho người sống luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn sống bình an, phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, và hồi hướng cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp đều được hưởng những công đức này, đều phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Và chúng ta hồi hướng cho những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngã quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tây như cung Phật nhật tiên tự khẩn, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiên ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung, từ thực biến tập phương nhật tiên tình cầu, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật tiên ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, phương nhẫn tiết cô hồn cầu, nguyện dị tự công đức vô cập nhẫn tiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, bà ha án ngã ngã nắng tam bà và biệt nhẫn ra hồn, án ngã ngã nắng tam bà việc nhật ra hồng, tam bà ba việc nhật ra hồng, gia trì chú thực diệu già đà, biến tiêu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng.
Nam mô xá sanh tam bồ tát, Nam mô xá sanh tam bồ tát, Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng vào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, côi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi, A Di Đà Phật, Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm vô các loài chúng sanh này phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, cha mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu vô các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bảo tịnh tài các mô các loài chúng sanh này đó là tại thế, khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ với Phật xin mời đại chúng chúng ta xuống nhà ăn để dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ. A Di Đà Phật.